mình sẽ làm mì ý xào xúc xích. Thì xúc xích của mình là mình đã cắt ra nè. Bây giờ mình sẽ mở mì ý ra để xào đây. Rồi thử coi. Xé ra, xé bột mì ra. Mình lấy mì một cọng mình xả thử coi. Rồi. Xả qua một lát xúc xích. Xả qua chính giữa. Ok. Rồi, để chính giữa để cầm lên cho mọi một lát thôi, ngay chính giữa. Rồi cho mọi người xem. Đây là như thế này. Rồi mình để ra cái dĩa này. Ha, rồi tiếp tục mình làm tiếp theo công đoạn tiếp theo. Bên cuối cùng nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt nước ra lục mì nha. Rồi bây giờ nước đã sôi rồi. Mình sẽ cho mình sẽ lục mì nha. Cho mì vào. Đó là lúc kia thèm khát đồ ăn. Nhìn vô. Rất là nhiều luôn. Bắt nước mạnh lót lửa lên mới lớn lên tí xíu. Tại do con mì nó dài nên lấy cái chảo cho nó to. Gom nè, nè cầm gì nè, cầm gì là cái một luôn nè. Chỉ 2-3 lần rồi. Bây giờ là cọng mì nó đang mềm dần rồi đó nha mọi người. Do mình không thích ăn mì nhiều thì mình lại ít mì. Nước kia nước đói các bạn. Có sữa sùm. Xúc xích hơi nhiều, 2 cây xúc xích to. Cái bước này mình luộc là tầm 5 đến 8 phút nha. Con mì nó mới mềm và nó dai, nó rất là dai, con mì này nè. Hồi nãy thì nó cứng nhưng bây giờ nó đã mềm rồi đó. Đi chơi đó bụng. Lúc kia đó bụng làm sùm. Ok, bây giờ mì đã mềm rồi, bây giờ mình sẽ gắp mì ra bên dĩa. Tắt bếp đây. Rồi gắp đây. Xúc xích không có thấy mì gì chứ. Sau đây sẽ là bước làm lại cái này. Nãy nhét ra rồi. Sau đây là bước nước sốt đi. Sau đây là bước nước sốt. Mình không biết làm nên mẹ mình sẽ là người làm. Nó dở đó mọi người. Còn cái mì này. Mì này á thì do nó dai và nó cứng quá nên phải luộc lần nữa nha. Nó hơi bị cứng. Đó, mẹ mình do mới làm lần đầu cho nên chưa có phát hiện được là nó cứng như thế nào. Mình làm đơn giản. Thơm quá mọi người ơi. Mùi tỏi. Lấy một cái trứng gà không? Mình muốn lấy một cái trứng gà không? Tỏi rồi. Nè chúng ta cho tương vào chúng ta. Để tương. Ôi trời ơi. Tương gà ấy các bạn. Thơm. Thơm các bạn ơi. Tắt bếp rồi mà sao nó còn quá dâm. Quá dâm luôn các bạn ơi. Lấy cây này bị khùng kìa. Mì cũng đã mềm nè các bạn. Vớt ra lần 2 thôi. Mẹ mình đang vớt ra nè. Xúc 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 hết trơn rồi. Thử coi còn mì mềm chưa. Mềm chưa mẹ? Con này đã ok. Hello. Cái chị mà đó. Xúc 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 ra hết rồi. Lấy ra nè các bạn. Cho nó xếp vào. Cho nó xếp vô. Nó xếp làm ít thôi chứ không có làm nhiều. Đó. Trời gió quá chắc mưa quá mọi người ơi. Đó. Thơm quá mọi người. Cái mùi của nước sốt á. Bây giờ chúng ta sẽ bưng vào bàn và thưởng thức món ăn này. Không cho mẹ ăn đâu đồ lì ơi là lì. Trong thời gian Bảo Yến đào bàn thì mình trộn mì lên nha. Phục vụ. Rồi vô buồn cái gì rồi, đâu mất tiêu rồi. Đi xe ăn nè.
Lần đầu tiên làm nên nó xúc khá là nhiều, mì ớt mà không cũng không được, cũng được rồi ha. Những nguyên liệu có sẵn tại nhà trong mùa dịch. Rồi. Cái gì vậy? Rồi mà bố Yến hỏi trước đây. Nóng luôn. Bỏ hơi lên dài. Như nuôi á. Bút gược à. Okay. Quá trời cậu mì. Hơi dài các bạn. Cái này mình phải làm lâu lắm luôn á. Mới dẻo và mềm mới được. Xúc xích lần đầu làm mà cũng khá là ngon ha. Xúc xích lên nó mềm gục liệu luôn á. Hiểu rồi. Cái mì này mấy bạn phải luộc khá là lâu. Nếu mà luộc nhanh á thất bại liền, nó bị cứng. Các kia ăn xúc xích không? Ăn không? Dạ. Như đây nè. Nè. Đó. Rớt rồi. Nóng. Rồi. Ý quên mời mọi người cùng ăn. Đây có thể nói là cái món khá đơn giản. Mà đỡ hơi lâu á. Cho mì mềm mới lâu lắm luôn á. Mì mềm thì luộc hơi lâu tí xíu. Nhưng mà gì được rồi. Nhưng mà mềm quá ngắn lắm. Mọi người xem video á. Nhớ like và subscribe kênh Hương Trần nha. Ủng hộ bé lúc lên nhà mình nha mọi người. Vui vẻ bấm cái chuông, không vui vẻ bấm nút chia sẻ. Đây là món mì ý xúc xích tại nhà. Nguyên liệu rất đơn giản, chúng ta chỉ cần tương cà, xúc xích và mì thôi. Tép tỏi cháy cho thơm thôi. Không cần cầu kỳ, nếu mà cầu kỳ như là thịt bò bằm này kia thì chúng ta sẽ rất cực. Này làm đơn giản mọi người ha. Rồi Yến nói gì đi, mẹ ăn. Các bạn ấy phải nhớ xem video á, phải like, phải subscribe. Hiểu không?